hôm nay chị kêu bọn em đến đây làm gì nữa? Còn em bên đây chứng kiến này, chị Tuyển sao mà giờ gặp hai anh này, anh Xỉn này mới nhậu mấy ly như này, chị tỉnh bơ mà hai ảnh vậy đó. À lại tìm chồng nữa hả? Đứa đại gia tuyển chồng. Tuyển chồng chứ. Là mấy hôm bọn em đăng là đã có hai anh này liên hệ với chị đấy, rồi. Có hai anh mới gặp hai anh nhậu đi, chị tỉnh bơ, giờ hai anh nằm quằn quại thế kia, giờ mấy em tính sao đây? Sao cũng một vậy chắc chị phải tuyển nữa rồi quá, chứ giờ yếu quá rồi sao? Sao? Đâu cũng bằng chị nữa, giờ sao vậy? Chạy á? Yếu gì? Đấy. Sao có cái ông nội kia mập vậy, to cây vậy mà cũng yếu á chị? Thì yếu đấy, nằm lết la đấy, uống tốt mấy ly vậy chị mà. Mới mấy ly thôi á, mà giờ vậy rồi đó. Không nhận chị khỏe đấy nhỉ? Kiểu này là chị tuyển nữa rồi. Chị ơi, hình như có cái thằng nằm ở giữa hình như nó hơi nhỏ nhỉ? Này nó sinh năm bao nhiêu chị? Này. Chị biết không? Nhớ không? Hơi nhỏ hơn tí. Nhưng mà theo em thanh niên nó phải mạnh. Thấy nó cũng dễ thương mà sao nó yếu thế em biết. Thanh niên nữa sao bọn này nó chỉ nữa sao kia? Sao được? Ê, ông kia cũng vậy đấy. Chị hết rồi. Nhưng sao mới đến mà sao chị không dắt đi tập thể dục mà lại anh nhậu? Mấy anh cứ tính vụ chị nhậu hay sao á. À. Ừ. Mấy anh tính vụ chị nhậu mà rốt cuộc thì nhậu nay hai ly thế kia chị như này giờ sao vậy? Cái ông áo xanh em nghĩ là chắc phải là 62 tuổi sao? Sao mấy? Không mấy à? Chắc không, tầm đấy. Chắc tầm đấy. Ừ, không. Tôi thấy ông này cũng thanh niên mà sau mấy thì ông này chắc mới già ngang thôi. Ê chị sao em? Hồi sáng chị mới đăng tuyển kêu tụi em tới quay phim mà bây giờ là nhiều anh tới ứng tuyển thế. Tới ứng tuyển thì mình có nhận xem như thế nào mà mới này lập cạn trơn rồi giờ phải tuyển nữa hay sao? Cạn hả? Lập hết trơn rồi. Ôi mà sao đô của chị mạnh vậy? Đấy, đúng. Chị khỏe mà. Đúng là chị khỏe mà. Đúng là U445 mà nhìn dáng. Chị khỏe mà chứ mấy anh này sao đó đấu không lại chị được, chị phải tuyển nữa rồi. Thì ông là 42. Nếu này cho phải tuyển dài quá. Đang mùa xuân ấy, nhìn dáng chị đẹp đẽ này, khỏe là đúng rồi. Tại vì chị tập gym mà. Mới nhậu rồi đấy, mới hai ly thế này rồi thôi rồi sao đây? Trời ơi. Làm gì được đây? Chán mấy ông nội này ha. Chạy đi. Từ nhà phải đi. Uống mới có 2 ly mà xỉn rồi. Không, chị ơi. Hay là do em nghĩ chị chăm sóc mấy anh nhiệt tình quá vậy? Chả biết nữa. Mới uống có mấy miếng rượu mình nhậu, mới uống mấy miếng rồi xong có thể lăn ra đùng ra luôn, nằm luôn giữa đường vậy. Lạ nhỉ. Sao chết rồi. Nhưng sao chị hẹn mấy anh chị ăn mặc đồ mát mẻ vậy? Chị tập thể dục gì? À. Rồi mấy anh gọi rồi sẵn là chị hẹn luôn. Nào chắc hả? Tại vì mấy anh thấy chị nhìn đẹp quá rồi mấy anh ấy. Mấy anh tính trước sai chị mà giờ mấy anh sai trước chị rồi. Vô đi. Vô gì nữa mà vô, nằm lết cạn chỗ này mà vô nổi gì nữa mà vô. Sụi lơ rồi. Ông xong luôn rồi. Ông non này chắc không đáp ứng nổi chị rồi. Không sai không về, vô đi. Không sai không về, còn sai gì nữa được chỗ sai nữa đâu mà về chả về. Mấy ông này biết nhà trọ chị không? Mấy ông chưa biết, không cho biết đâu. Chưa biết đâu, tuyển chị nào mà chắc ăn mới cho biết. Hay chị chở về mấy căn biệt thự Bình Dương chị luôn đi. Từ từ. Cái lết thế này biết làm sao được, phải tuyển nữa chứ. Bây giờ tuyển nữa. Ôi giời ơi. Bây giờ tiện đây có máy quay nè, chị nói đi. Bây giờ phải đô bao nhiêu mới được này? Đô bao nhiêu? Bao nhiêu lon trở lên? Đô nấy thùng. Mà anh này mới nấy giờ 2 lon à. Mới không, 2 lon là lạc rồi. Không chị ơi này. Uống một thùng theo em nghĩ uống nhiều quá rồi nó ấy nổi sao? Ừ. Nó xỉn rồi không. Nhưng mà về bắt buộc phải đừng lấy thùng. Ở nó không được, không được là không được. Xỉn này xỉn phải khỏe chứ, chị là phải khỏe. Chứ chị là nữ đại gia mà chị chơi mấy ông này dơ thế. Dạ. Niên mà dơ thì ông nội. Chưa gặp mà cứ gặp thử nay biết mới gặp lần đầu thế chứ. Có cái ông mập mập này thì hơi già tí, còn có thằng thanh niên trẻ này, ông cụ non này chắc mạnh đấy. Mạnh đâu, ông cũng uống mất 2 lon mấy nhiều mà. Là cái kia rồi đấy. Mà biết rồi, giờ kêu không nhớ tên ông luôn á chứ. Em mới đăng lên vậy mà đã có ông cụ non đến gặp chị rồi hả? Đấy, ông cụ non ông điện thoại thì cứ kệ đi. Mình tuyển mà thì ai liên lạc thì mình cứ gặp nhưng, người nhưng ta. Nhưng mà ông ấy nói chị sao? Ông tức là về chị nuôi hả hay là sao? Ừ, chị nói về chị nuôi. Hay là nói chị nuôi hả? Đi chị nói về chị nuôi. Đấy, ông còn nhỏ hơn chị mà. Vâng thì em bảo là chị bảo là về đi chị nuôi. Em nhìn này em biết rồi, thằng này chắc đang còn sinh viên phải không chị? Ừ. Ông người sinh viên 20 tuổi đúng ý chị hôm bữa đấy. Thì đúng với chị đó, nhưng mà giờ yếu quá. Sinh viên gì làm này sao nhậu cũng được rồi, làm sao đủ thứ là được. Chị bốn mấy 50 mà chị thích 20 cũng hay ha. Thích chứ. Độc lạ ghê á. Cái gu của chị sâu xa quá. Vui mà. Tuổi tuổi của chị này nhìn
tuổi của chị chắc đang hồi xuân đấy mà. Thì đúng rồi, tạo ơi, chị vốn máy thì chị phải hồi xuân chứ. Dáng chị đẹp thế này. Đấy, thế mà tuyển được nơi mới nấy hai anh này, hai anh nằm lết lết kiểu này là chắc phải tuyển thêm rồi. Không này, chị, theo em nghĩ nha, mấy ông này ông ấy đô yếu thôi, nhỡ may ông ấy về cái hạng sức khỏe mà tập thể dục nó mạnh thì sao chị? Chưa biết nữa, mới đến tầm này chưa thử làm sao biết được. Chưa đâu. Thử á, thế đợi thêm muốn thử á. Thì đấy, muốn thử thì phải khỏe mạnh mới thử nha, đi xíu này sao thử. Thì bây giờ chị muốn thử thì phải đợi mấy ông ấy tỉnh dậy thì mới thử được chứ. Trời ơi, thấy giờ là chán mất rồi. Chán hả? À? Ừ, trời ơi. Chán. Mới nhậu nên nó tí lật một câu rồi chán. Vậy sao thử được? Tuyển nữa. Phải tuyển nữa. Mấy em tuyển mới luôn cho chị, tuyển nữa. Tức là ý của chị là phải vừa nhậu được và sức khỏe phải đầy dẻo đủ, dai đấy, tốt. Đúng rồi, chị nhậu được thì chị đầy đủ ra là người đó không phải đầy đủ. Cái gì cũng phải tốt hả chị? Tốt, phải ui, tốt dễ, tốt khoai. Ừ. Tốt thế mà chị bảo cái gì cũng phải tốt mà. Ừ, cái gì cũng phải tốt thì chị mới được. Chứ như tầm này thôi, trẻ trung mình tầm này thôi, thua rồi. Chị chê đúng không? Ừ, chê, biết nhỏ hơn chị mà yếu hơn chị. Tôi hỏi nhỏ không nha. À. Lết thì này, sao bà ơi, này bà ơi. Giàu mà sao bà cứ thích ra vườn ấy, thích ra vườn rừng ấy, bà thích kiểu hoang dã, bà thích kiểu hoang dã, mát mà. À đúng rồi, tiện đây cho em hỏi nha, tại sao chị không hẹn hò mà không hẹn về chỗ mấy cái chỗ cao sang, ví dụ như nhà hàng hay là về những cái chỗ mà hẹn hò của cặp đôi ấy, mà sao chị cứ thích hoang dã? Chị thích cái cỏ lá hoa. À. Ừ, chị thích miền quê hơn. Ừ. À, thích ấy, chị thích vườn cây này kia đó, rồi vậy, thích rồi đấy. Thì là cái cuộc sống chị không thích ồn ào lắm. À, vừa sống vừa chơi, ngày xưa là gió trải qua nhiều chị chán hả? Chán rồi, chán lắm rồi, ồn ào chán lắm rồi. Giờ mình thích quê mùa với này nè, mát mẻ thích. Chị thích hoang dã thế này luôn á? Ừ, chị thích đây. Này cho em hỏi một câu. Sau này một anh câu. Nào mà về với chị cũng thích đem về nhà vườn. Đấy, có nhà lớn nhưng mà cứ thích ở nhà vườn, nhà chòi vậy đó. Mình muốn nhậu bài ra tới chòi mình nhậu, thích mát mẻ không? Thế này chị ơi, chị cho em hỏi một câu mà nó hơi mất tự nhiên một tí nhá. Giả sử như mà thế là chị đòi tập thể dục ở hoang dã luôn hả? Hoang dã tập thể dục sao mà được? Sao mà được? Chị nó thầm kín lắm. À. Ừ. Tại không phải đâu, tại em thấy mấy ông nội nằm ở đây em cứ nghĩ là vậy đấy. Không, mới thử thôi. À mới test hả? Mới test thôi, mới test thử rồi từ từ mới tới, mà chưa tới là như này rồi. Đấy. Lập dù này rồi. Thua rồi. Thế thôi em tuyển cho những cái ai mà vừa ý. Ra là người đó không phải đầy đủ. Cái gì cũng phải tốt hả chị? Tốt. Ui, tốt dễ, tốt khoai. Ừ. Tốt thế mà chị bảo cái gì cũng phải tốt mà. Cái gì cũng phải tốt chị mới được. Chứ như tầm này thôi, trẻ trung mình tầm này thôi, thua rồi. Chị chê đúng không? Ừ, chê, biết nhỏ hơn chị mà yếu hơn chị. Tôi hỏi nhỏ không nha. Đấy, lết thì này. Sao bà này bà này giàu mà sao bà cứ thích ra vườn ấy, thích ra vườn rừng ấy. Bà thích kiểu hoang dã không? Bà thích kiểu hoang dã. Mát mà. À đúng rồi, tiện đây cho em hỏi nha. Tại sao chị không hẹn hò mà không hẹn về chỗ mấy cái chỗ cao sang, ví dụ như nhà hàng hay là về những cái chỗ mà hẹn hò của cặp đôi ấy mà sao chị cứ thích chị thích này? Chị thích cái cỏ lá hoa. À. Ừ, chị thích miền quê hơn. Ừ. À, thích ấy, chị thích vườn cây này kia đó, rồi thích rồi đấy. Thì là cái cuộc sống chị không thích ồn ào lắm. À, vừa sống vừa chơi ngày xưa là gió trải qua nhiều chị chán hả? Chán rồi. Chán lắm rồi, ồn ào chán lắm rồi. Giờ mình thích quê mùa với này nè, mát mẻ thích. Chị thích hoang dã thế này luôn á? Ừ, chị thích đây. Này cho em hỏi một câu. Sau này một anh câu. Nào mà về với chị cũng thích đem về nhà vườn. Đấy, có nhà lớn nhưng mà cứ thích ở nhà vườn, nhà chòi vậy đó. Mình muốn nhậu bài ra tới chòi mình nhậu, thích mát mẻ không? Thế này chị ơi, chị cho em hỏi một câu mà nó hơi mất tự nhiên một tí nhá. Giả sử như mà thế là chị đòi tập thể dục ở hoang dã luôn hả? Hoang dã tập thể dục sao mà được? Sao mà được? Chị nó thầm kín lắm. À. Ừ. Tại không phải đâu, tại em thấy mấy ông nội nằm ở đây em cứ nghĩ là vậy. Không, mới thử thôi. À mới test hả? Mới test thôi, mới test thử rồi từ từ mới tới, mà chưa tới là như này rồi. Đấy. Lập dù này rồi. Thua rồi. Thế thôi em tuyển cho những cái ai mà vừa ý. Ừ. À. Tôi nghĩ
Vàng cái xích, cái dây xích này là xích nhỏ nhất, chứ còn mấy xích ở nhà mấy xích to lắm. Sao chị cứ nhìn xuống phía dưới của anh vậy? Anh nhiều tài sản có chưa gặp người nào như vậy chứ, nhiều tài sản nghe. Em thấy nãy giờ chị cứ nhìn xuống phía dưới của anh ấy nhỉ? Nhưng mà người có người ta có nhiều thì mình nhìn hết cái nhiều chứ. Năm nay thì năm nay em được bao nhiêu mùa xuân rồi? Em hả? Em nói chung là xuống hơi lớn rồi đó. Bao nhiêu? Em cái U40 rồi. U40 thì anh cũng 60, U60 thì nói chung là bây giờ cái anh thì giàu có, nhưng mà gọi là sức khỏe thì có vẻ đáp ứng cái vụ đó thì anh cũng cái vụ gì? Nó lớn cái nào? Một nó nhỏ thì cũng một ngày thì vài ba lần vậy thôi chứ mấy cái đó. Hiểu rồi. Vài lần à? Bà này bà chị khoái à bà? Ham thế anh. Bà này ham rồi, bà này ham rồi. Ông này tôi thấy bốc khách chừng là cái tướng. Dù cái này mà củ chuối lắm, củ chuối đấy. Nhà uống sâm á, sâm Hàn Quốc á, mình mua cái loại sâm mà đắt nhất á. Vậy chắc em theo anh về nhà quá. Người có tiền khoái rồi, nhìn chị. Người có tiền mà, người có tiền, người có tiền, có nhà, có cửa. Có xe rồi. Dù có đủ thứ. Đủ thứ gì chị? Cái gì? Đủ thứ gì chị? Vậy chắc anh nhiều cô gái kia lắm. Bây giờ cũng độc thân á, mình yêu đàng hoàng. Bây giờ vàng sâm rồi tiền bạc vàng bạc ở nhà nhiều quá. Giờ kiếm cô về để mà cho vui buồn rồi. Nếu mà cái ấy mà nó ấy thì uống sâm vào cho nó vừa sức khỏe. Vậy là ông anh nói mà làm được không? Thì nếu mà mình không làm được thì mình cũng uống sâm nhiều mua chai sâm mình mua 10 triệu cho mười mấy triệu chứ bông. Chai sâm cũng mười mấy triệu chai đấy. Nhưng mà tiền đâu anh có tiền mà anh mua sâm. Có tiền mà mình phải giữ sức khỏe chứ. Lúc nào mình sâm nó tăng lực rồi nó ăn uống được mình phải uống thôi. Anh gì ơi, anh gì cho em hỏi này. Sao anh ngồi mà anh cứ khom cái người vậy? Sao anh cứ khom ở phía dưới vậy, nó cấn à? Không phải cấn, nhưng mà ý là mình như kiểu là mình ngồi lịch sự, nhiều lúc mình cũng té nhị xíu. À vậy đứng lên chắc là nó. Anh đứng lên đi. Đứng lên có xứng xứng với em không? Ui chết rồi, vì làm sao anh kê lên cái gì. Kê kê kìa. Đấy nghe như nói chung là cũng ham ca nhạc cho ham nhảy lắm. Nhảy một bài đi. Đâu nhảy một bài cho em xem cái nào. Giống kiểu ham khiêu vũ đi. Nhảy với chị một bài đi. Anh thử nhảy cái vũ điệu cha 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 nào anh. Nắm tay chị nhảy luôn. Chị thích ngắm hả? Chị thích nhảy. Thích ngắm ảnh đều vàng sáng quá. Giờ em có biết nhảy không? Em thử nhảy cho anh. Nhảy em chỉ biết xem. Em thích anh nhảy xem. Em thích anh nhảy em xem. Bắt tay nhau rồi nhảy thử nhau bài đi. Mấy tuổi bọn nó mấy mùa xuân rồi, nhưng mà những cái dáng phải nói là thôi giờ anh nhảy với chị bài tango đi. Em đi anh đại gia ngồi đứng gần vô, anh đại gia đứng gần vô. Không sao anh cứ giữ khoảng cách với chị thế nhỉ? Đứng gần vô mới trong phong hình được. Sao lại nhìn nó kiểu đánh nhau vậy? Chắc ông này ông khá chị này lắm rồi. Bây giờ là cầm tay nhảy cha thử coi. Sao lần đầu em nhìn thấy anh cảm thấy như nào? Tuyệt vời. Tuyệt vời nhưng hơi bỡ ngỡ tí thôi. Tại vì em chưa gặp người nào giàu có như anh trơn. Đeo vàng nhiều nữa, có xe, có nhà lầu. Nói chung là nên hơi hồi hộp. Cái đó là bình thường thôi. Bởi vì mình nó cái số của mình nó giàu số hưởng mà. Yeah. Nên giờ cái tiền đã không quan trọng. Nhưng mà sao cứ nướn cái dưới đó nhỉ? Mấy quay phim này thì dù sao thì nó cũng làm mai cho mình, cho nên nhiều lúc mấy này cũng vui tính. Thì mình đến đây mình cũng phải vui tính với nó chút. Gọi là giống như mình sống mà đâu. Lát nó mất chị tiền. Nhưng mà sao anh cứ ướn dễ nhỉ? Ừ. Anh có thể hóp để được không nào? Nhưng mà ví dụ như em thích đi chơi hay là hẹn hò những cái như thế nào? Đó là thì nói chung là em thích đi chơi, thích du lịch, hẹn hò. Thích lắm. Không có điều kiện mà chắc em đi được mà đúng không? Vậy theo anh cái vụ với vấn đề mà ai ấy thì khi nào mà muốn đi chơi Vũng Tàu đi, hay mình đi Vũng Tàu đi. Phải điều nha. Tung tăng không? Rồi xong rồi vô vấn đề rồi đó. Cái tụi gáy với chị à. Cứ nhảy nhảy phải không? Ở nhà là bạn cứ nhảy nhún. Rồi mà phải đầy đủ cho em. À đầy đủ. Phải đầy đủ cho em. Riêng chị là ít nhất là một tuần là phải một chục đó. Tầm lần tá đó. Anh thấy sao? Nói chung là cái đó thì mình không có, thì nó lúc đại cũng nói rồi, không có thì uống thuốc bổ rồi xâm nhung đại bổ vào thì anh uống thuốc, nhưng mà anh phải tập thể dục nữa nha. Phải tập thể dục đi theo em chị nha. Thích trai tập thể dục chứ có muối chưa
Thế lại sờ múi. Ui, sờ quá. Sờ vàng đây nó sướng hơn, sờ múi giống sướng bằng sờ vàng đâu. Đối với chị tiền thì không thiếu. Chị là đại gia Bình Dương nha anh. Chị chứ không phải là chị cũng chị không thèm tiền đâu. Anh ơi. Anh ơi anh, nghe em nói nè. Nhà còn mấy tỷ nữa. Nè, nghe em nói là chị chỉ thèm thịt thôi, chị không thèm mấy cái đấy đâu. Có xem vàng không? Chị nói chung là cũng xem, thèm. Đấy, 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 thèm thịt rồi. Cái này thấy có một muối à. Thì phải khi nào cái chuyên bắt đầu chuối này ăn này, dưa leo ăn liên tục. Cái chuối, dưa leo ăn liên tục luôn. Được không? Quái, cứ nghĩ thấy chuối này là chị lại cười nha. Quái, chuối dưa leo, quái. Đấy, thèm rồi. Ui, liếm mép luôn rồi kìa. Trời ơi. Nghe thế anh. Bây giờ mình có, em có sinh con được không? Có chứ. Trời ơi, ta đang nôn mà. Nói chung là bây giờ đã ba đứa đủ rồi, không cần nhiều, cứ năm một đứa đủ rồi. Thôi, ba năm ba đứa, ba luôn đi. Chưa sao thì sao mới được một lần ba đứa luôn, ba đứa một lần rồi. Ừ. Ui, thế nó mình hơi nó một lần ba đứa thì mình nó kiểu như nó dày quá. Sao anh giàu mà nhát rồi, nhát rồi. Ví dụ như ông này em đủ mấy ông những người được không? Được. Thế lang thang ở đường, sợ bệnh rồi. Không, em được hết, anh già không có cái tiền. Cái tướng này cũng đáp ứng rồi đó. Sợ bắn rồi. Không bắn rồi. Vậy em mướn người. Mai ông kêu chạy không được. Em mướn người mua đồ hai đứa mình đi chơi. Ừ. Nghe. Thấy sao, được không? Ừ, đấy. Quá xinh rồi. Chị ơi, chị. Vậy thôi, mình tính chừng nào cưới. Ủa, cưới luôn, nó chưa mới gặp đã cưới luôn. Rồi, vô. Nôn quá. Bây giờ, nôn quá rồi, bây giờ mình mới gặp lần đầu. Vậy. Phải đi đâu? Tìm hiểu trước kỹ càng. Đi hotel rồi là tìm hiểu kỹ càng xem thế nào. Máy móc nó có, máy móc nó có ok không? Đường nước đây đâu? Trơn tru. Ủa, nhìn máy móc trơn tru thế này nói. Đường nước đùa. Em thử ảnh cái mông. Không đâu. Quay một vòng anh xem. Quay. Quá tuyệt vời. Đây là đâu cái không? Máy móc chị ok rồi. Chấm ở đấy. Bây giờ này đi. Em có yêu văn nghệ gì không? Em yêu văn nghệ. Em thích văn nghệ. Bây giờ anh đoạn em hát bài nha. Anh muốn sống bên em trọn đời. Anh muốn sống bên em trọn đời. Ly cà phê ban mê, ly cà phê ban mê. Thôi em hát nghe đi. Anh chỉ thuộc đoạn này. Bởi vì cũng anh nhiều lúc cũng ham ca nhạc lắm. Nhưng mà ca nhạc của anh toàn hát những cái đoạn đó mà. Lúc nào cũng hát cái nhạc giống kiểu là lên khúc không. Cái khúc mà toàn liên tục mấy câu không? Bây giờ em nhìn anh thôi mà nó có tay nó chảy đó. Biết sao không? Nhìn hoài không chớp mắt được. Cũng phải là nhìn anh. Sáng ngay con mắt em biết à. Chớp mắt là vàng đây này, vàng nó lóe này. Thì đấy, do nó lóe em bây giờ chảy cả mắt ra này này. Sao chị cứ nhấp mép ngoài vậy chị? Không. Mép nào? Lâu quá không có yêu rồi, giờ tự nhiên gặp anh này. Giờ anh đứng sát vô đây cho anh xa cách có vậy. Tôi đứng gần vào anh cứ đứng sai của mình video không ghi được này, anh nổ sao anh nhát gái lắm. Thôi chờ anh xíu, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây giờ, chờ anh xíu đây. Rồi rồi, có người nào, có người anh cứ ngồi xuống đi nào. Ôi, anh cứ ngồi này, anh cứ ngồi đàng hoàng thì tôi nào, tôi đang hỏi chuyện anh mà. Thấy chị vô chủ đề là bắt đầu lên rồi. Đâu anh sợ hôm nay cho anh leo lên cây thử ơi. Đâu anh trình diễn leo thôi cây thử. Anh trình diễn thăng bằng đi, làm kêu làm căng xíu thôi, mẹ làm giả xíu thôi. Anh chém gió rồi. Đâu anh lên cây thử ơi, làm giả xíu thôi. Nữ đại gia tuyển chồng mà sao anh lại thế, anh lại rút lui rồi. Chưa gì đã thế. Mới tới chưa gì rồi chuẩn bị chạy là sao? Ừ. Dạ. Dạ anh thấy chị thì sao nè. Mà sao chị mới tới đâu về? Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Đã ok. Quá tuyệt vời. Hay mình làm thơ đi anh. Chồng làm bây giờ cưới thì chắc cũng cưới cả tiền thì bỏ ra khỏi rồi chắc khoảng 5 tỷ đó. Đấm vậy xích vàng này, xích vàng đeo ở tay này, xích vàng bao nhiêu tiền này. Anh nói thẳng cụ thể là cho thì anh cho em chắc cũng khoảng là vàng thì chắc anh cho em khoảng 3 cây thôi. Ba cây à? Ba cây được không? Được, 3 cây cũng được. Ba cây được. Vàng dạo này mắc lắm, 3 cây rồi.